Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử sức với các câu trick siêu lừa phần 1 mọi người nhé. Chúng ta nhìn giúp cho câu số 1 này. Cái tên riêng này world chấm chấm chấm, tên riêng này in a row, đúng không nào? Và chúng ta có 4 từ: accomplish, succeed, restore và welcome. Thế thì khi mà làm cái câu này chúng ta sẽ cảm thấy khá là lăn tăn. Bởi vì sao? Thứ nhất, từ accomplish ở trong trường này có nghĩa là đạt được, đúng không nào? Succeed thì là thành công. Restore có nghĩa là khôi phục. Từ restore này có nghĩa là khôi phục. Và welcome có nghĩa là đón chào. Vậy thì chúng ta nếu như mà đi nghĩa như thế này á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà làm được cái câu này, đúng không nào? Bởi vì chúng ta nhét vào đây chúng ta chả thấy từ nào hợp lý cả. Cái tên riêng này sẽ đạt được không hợp lý, sẽ thành công, khôi phục cũng như đón chào thì không hợp lý. Vậy đâu là vấn đề? Thế thì vấn đề nó sẽ nằm ở từ succeed. Thì cái từ succeed này mọi người lưu ý giúp cho cô, đó là succeed khi đi với giới từ in thì mới mang ý nghĩa là thành công đó. Còn succeed cộng với cả danh từ thì có nghĩa là gọi là kế vị, đấy, nối tiếp. Ok chưa nào? Và cái từ này cũng là một từ khá là hay gặp trong trick đề mới, thì mọi người lưu ý, và đặc biệt là hay gặp trong phần part 6, part 6. Và cả câu này chúng ta sẽ chọn được đáp án B. Câu này chúng ta dịch như sau. Đó là cái tên riêng này sẽ làm sao đây? Sẽ kế vị, đúng không? Hoặc là nối tiếp ông Ferguson trong cái vai trò này. Thì đấy là câu đầu tiên nha.